Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Xem bóng đá là có tiền của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định về cái trận đấu giữa Sao Đỏ và Tottenham Hotspur. Trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng 4 của vòng loại cúp C1 mùa giải 2019-2020. Vâng, thì trước khi bước vào những nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay thì mình xin chúc mừng tất cả những anh em đang trong nhóm Zalo của mình đã ăn thống rất là nhiều kèo trong những ngày qua rồi. Còn bạn nào đang theo dõi mình mà chưa kết bạn Zalo với mình thì hãy nhanh tay kết bạn với số Zalo 0867551617 để mình đưa ngay vào nhóm nhận kèo miễn phí hàng ngày các bạn nha. Để tất cả anh em không phải chờ lâu nữa thì mình bắt đầu luôn vào cái trận đấu của ngày hôm nay. Vâng, thì cái trận đấu này Tottenham sẽ có chuyến làm khách đến sân nhà của các cầu thủ Sao Đỏ Berage. Vâng, thì ở trận đấu trước, vòng trước, bắt đầu Tottenham đã giành chiến thắng tới 5-0 trước các cầu thủ Sao Đỏ nhờ hai cú đúp của Harry Kane và Hoi Son cùng một bàn thắng của Eric Lamela. Ở trong cái trận đấu đó thì Tottenham có tổng cộng 19 cú sút, 12 cú sút trúng đích và họ đã chuyển hóa 5 trên 12 cú sút đó, một con số khá là cao. Cục diện bảng đấu hiện tại thì là bảng B này thì có sự có mặt của Bayern Munich, Tottenham, Sao Đỏ và Olympiacos. Thì hiện tại hai vị trí thứ hai và thứ ba là của Sao Đỏ và Tottenham. Vậy một trong hai đội này nếu như đêm nay họ giành một chiến thắng, chắc chắn họ sẽ củng cố cái vị trí của mình trên xếp hạng. Nếu Tottenham giành chiến thắng thì họ sẽ củng cố chắc chắn hơn cái vị trí thứ hai của mình. Còn nếu những Sao Đỏ giành chiến thắng thì chắc chắn là Tottenham lại phải chật vật ở những vòng sau nữa. Về cái đội hình dự kiến của cả hai đội ở trong cái trận đấu này thì một chút vấn đề về phía Hoi Son, khi mà trận đấu vừa rồi anh đã có một pha va chạm với lại Andre Gomes của Everton, và sau khi va chạm với Andre Gomes thì Hoi Son đã dính một chấn thương về tinh thần rất là lớn. Không biết rằng liệu trận đấu này thì anh đã sẵn sàng ra sân hay chưa. Còn lại vẫn là các vị trí như là Eric Lamela, Sissoko, Harry Kane hay là Lucas Moura. Vâng, thì ở cái trận đấu này lực lượng là như vậy, nhưng so về mọi mặt thì Tottenham vẫn đang giành lợi thế hơn hẳn. Cho dù phải thi đấu ở trên sân khách nhưng chắc chắn là trận đấu này Tottenham sẽ tiếp tục giành một chiến thắng. Tôi sẽ dự đoán trận đấu này có chiến thắng 3-1 và chọn đi kèo Tottenham kèm theo một kèo tài các bạn nhé. Tottenham kèm theo một kèo tài ở trận đấu này. Vâng, các bạn hãy chờ đón kết quả, và nếu như các bạn thấy mình phân tích dự đoán là đúng thì hãy luôn luôn cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để mình có những cái động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn, nhận định chuẩn hơn và cho tất cả các bạn ăn nhiều kèo ngon hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.